là một nghe thịt đá. Về nơi an nghỉ cuối cùng, sau khi đưa cụ lên xe phục, dựng bữa cơm thân mật với gia đình và gia đình hỏi lời tri ân và cảm tạ. Trong lúc đang ra bối rối, xin chân thành cảm ơn. Thank you.
Thank you.
trình nó cân rồi. Hướng này hơi trách tí mà. Quỷ. Đấy. Quá đấy này. Đấy. 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 Trong khung như chết mà. Chết bao nhiêu độ. Sơn thủy đây. Sơn thủy hữu tình đấy rồi. Đâu có bông hoa đấy. Sơn thủy. Vâng. Không, được rồi. Không được sao. Cháo bỏ ra đi để trong bên này ta làm lễ ta để bên này cơm bên này cơm bên kia đây đây chỗ này nó toàn mối bê tông nó hấp ra này. Đúng rồi thì cứ để ở đây làm gì. Cháu nó rất khổ. Ơi phải trong cụ đây này. Còn nó bảo là cậu ngồi cùng với thằng lái xe, thằng lái xe nó không bảo gì à? Lái xe ngồi trên nó bảo gì? Nó cầm đường nó cứ tưởng tưởng mình đương đã là đương đấy chứng minh thư. Cậu đưa cho nó giấy tờ bằng mình nữa. Thôi thôi thôi, chiều cái phải nói xong. Nói xong. Tình cả còn bị công an nó bắt đấy. Đấy. Bắt nó không phạt đâu. Đúng rồi nó phạt. Đấy em đi sau rồi không vậy. Đi trước. Không có khăn lòng tha. Ở về sau khăn thôi. Không có khăn để chết. Nhé đi sau cái xe ấy thì nó không vậy. Khăn lòng tha đi mà mình. Cảm ơn. Viên Hoàng nó mặc đen tổ. Tăng ra bối rối. Cho lấy tiền này à? Đấy. Cho lấy tiền này. Lấy tiền đây để cho đi. Không có đâu có đốt. Này chị. Sổng ra làm gì? Tiền trần nữa cho bà. Một vài đồng tiền trần cho bà đi. Cảm ơn. Ô, đầy đầu tiền ấy. Mẹ ơi, mẹ ơi. Là mặt mẹ mãi mãi rồi mẹ ơi. Mẹ ơi, còn đâu để nó dốc dốc mẹ nữa. Mẹ ơi. Mẹ ơi, con. Bây giờ mẹ bảo con. Mẹ ơi.
Mẹ thắp rồi, đặt cái phụ tử nhà.